Ủa vậy giờ bác làm cho tôi, làm cho em này? Dạ, yeah, hai người. Okay. Chị làm gì trước á, xong mới lên làm cho chị này đó. Nghĩa là chị này là cái bụng rất là to luôn. Ừ. À, to lắm, to hả? Ướt cái bụng nhỏ à. Làm tùm lum hết trơn, mình... phẫu thuật đi. Xong rồi chị mới ghé bệnh viện mình á, là lấy mỡ rồi, lấy mỡ rất là khỏe rồi. Nhưng mà nhẹ đó. Lấy mỡ ra thì tự nhiên mới lòi ra cái cơ bắp nó bị... Cái cơ nó còn chưa được đẹp, cái eo nó chưa thon. Hôm qua thì chị muốn đẹp hơn thì chị tới bệnh viện để mà bác sĩ dùng công nghệ nội soi mới da mô harmonic á, tách cái cơ, thu cái cơ lại. Giờ cái eo này, này nhìn, nhìn cái eo này, nhìn như vậy mà nhìn cái eo này. Làm mấy tiếng đó? Đâu qua chắc làm chắc khoảng 30-40 phút à. Ủa gì vậy hả? À, mình làm nội soi mình đây. Cái eo có chút xíu không? Gây mê là không, không cần phải gây mê, tìm mê thôi. Có nghĩa là chỉ cho mình ngủ thiêu thiêu thôi. Không có đau, ngủ luôn, ngủ thiêu thiêu thôi. Đang thiếu ngủ nhức đầu, sợ không dám làm, sao làm xong rồi nó không tỉnh luôn. Tỉnh vậy thì dễ thì làm rồi chứ, mừng quá chứ. Chứ còn nếu mà gây mê á, mình tỉnh dậy mệt đó, nó nôn ói là mệt đó. Còn cái này mình chỉ là tiền mê nhẹ nhẹ nên nó có là khỏe. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường cùng khách hàng đón sắc vóc dạng người.